chặt cây me nhá. Đây đây, cây me cổ thụ đây, hơn 100 tuổi này. Này, gốc này chôn được hơn gần 2 mét đấy. Chôn đất lên, đất bồi lên 2 mét này. Cao chưa? Rễ không thông được nên chết cây này. Đấy, chặt hạ từ sáng được từng đây thôi. Không biết chặt hạ kiểu gì nó dễ. Đây đây này, vướng dây điện này các bác này. Đây này, cành này vướng dây điện này. Đây này, đấy, cái cành này là khó nhất rồi. Không quay xa cho nhá, quay xa nhìn rõ hơn này. Đây, chặt sẽ vướng dây điện, không biết sẽ chặt thế nào. Nhờ các bác tư vấn nhá. Bây giờ cả nhà đang định chặt cả cây, chặt cây xuống, không chặt cành nữa. Không chặt mấy cái cành nữa. Chặt đổ cây xong kéo sang bên dọc đường kia này. Đấy, bên cổng cái này, kéo sang bên kia. Không biết có ổn không. Mục hết rồi các bác này. Mấy cái khúc bé thôi mục hết rồi. Giờ sẽ chặt gốc nha các bác nha. Chặt gốc xong cưa sẽ chặt. Đấy mục hết rồi các bác này. Chặt gốc xong kéo ngọn này. Mục hết rồi đây. Đây phải dùng rìu trước này. Đặt nốt cây to phết các bác. Đây khúc to kìa các bác. Cây khúc to mà. To chưa? Đây, khúc to và chặt đấy. Cùng chặt hạt cũng trăm tuổi này. Quá trình chặt hạ thật gian nan. Yeah.
đây thành phẩm chặt cây me đấy, đây này, đấy, bò lại nữa này, đấy, nó đặc biệt ra thành phẩm cây me đấy nhá, ở trong phân cây me đây này, đấy, đây, đây. Đang tìm nữa nha đấy, đang tìm bắt đấy, mối mọt hết rồi các bạn. Đây khúc kia nó kìa kìa. Đốn cả cái cây này chắc cả chiều đấy các bạn. Đấy, thành quả ra đây đây. Hết được chồng. Rồi, hiểu chưa? Không. Tìm con là hơi khó rồi. Hơi khó rồi.